sống 21. Hãy cùng thế hệ Gen Z khơi nguồn bứt phá. Mình còn trẻ thì mình cứ làm. Mình làm đến mình biết là mình cuộc sống, cuộc đời của mình đi tới đâu, mình trải nghiệm những điều gì rồi. Mình có thể làm bất kỳ những điều mà mình thích, không có gì gọi là lãng phí thời gian cả. Dễ chắc trong hành trình của mình là một cậu bé đường phố tự do, nhưng mà tự do phải có trật tự. Mình phải tin bản thân mình làm được. Giỏi cái gì làm ngay cái đó. Thử khác thành công tìm tới mình đó. Không có áp lực sao có kim cương được. Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Sống 21. Những hiện tượng tạo sóng nhất 2020. Cháy từng beat, chất từng flow, năng lượng bùng nổ không giới hạn. Đón xem Sống 21 đêm giao thừa trên V Channel, V Giải trí, V Dramas và siêu ứng dụng giải trí trực tuyến Vion.